Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đông Em Mỹ Đình, ô tô thiện nhân. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Trong cái nội dung video lần này, hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2020, thì mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn cái sản phẩm xe Đông Ben 5 chỗ phiên bản 2020 hoàn toàn mới của nhà máy Đông Ben. Một cái phiên bản được nâng cấp trọng tải lên và rất là nhiều các cái thứ khác nữa. Video trước thì mình đã làm một cái chiếc xe màu nâu rồi. Hôm nay mình làm cái xe màu trắng để cho các bạn xem qua để nó có khác gì so với phiên bản 2019 hay không. Thì trong nội dung video này mình sẽ làm rõ cái điều đó cho các bạn. Trước tiên này, đời 2020 thì cái phiên bản xe nó vẫn có 3 màu cơ bản: trắng, bạc và xanh. Những cái màu khác thì các bạn sẽ phải đặt hàng. Giá nó sẽ đội lên khoảng 2 triệu so với phiên bản màu cơ bản. Chiếc xe 2020 thì các bạn nhìn thấy về ngoại hình nó không khác gì so với phiên bản 2019. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một vài cái điểm khác biệt. Cái điểm đầu tiên ấy, đó chính là cái trọng tải của cái sản phẩm này nó sẽ nâng lên từ 490 lên 700. Đó là một trong những cái đặc điểm đầu tiên. Mấy cái điểm thứ hai đó chính là cái bộ máy của cái sản phẩm này đã được nâng cấp lên. Bộ máy hiện tại thì công suất cực đại là 80kW ở 5.200 vòng quay một phút thôi, so với phiên bản 2019 là 5.600 vòng quay một phút. Đó, thì đó là cái đặc điểm thứ hai. Cái đặc điểm thứ ba đó chính là cái sàn này nó đã dày hơn gấp đôi so với cái phiên bản 2019. Cái sàn này hiện nay nó dày 4 ly so với 2 ly của đời 2019. Như vậy là chúng ta đã có ba cái điểm nâng cấp và rất là thực tế và nó rất là phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của cái sản phẩm này. Cái thông tư mới theo cái nghị định mới được áp dụng vào ngày 1 tháng 7 thì là những cái chiếc xe mà cứ chở được 950kg trở lên là bắt buộc nó là liệt vào xe tải và nó sẽ bị cấm ở một số tuyến đường. Thì hiện nay thì nhà máy Đông Ben cũng ra các cái sản phẩm V2 sẽ cũng phải thay đổi nó xuống trọng tải thấp hơn 950. Thì các bạn có thể là cùng mình theo dõi rồi trong các cái đợt tới. Thì cái sản phẩm này tên của nó là V5S. Trước đây là V5M, trọng tải là 490. Giờ là V5S, trọng tải là 700. Thì mình đây, các bạn đi nhìn qua một vòng này nó chẳng khác cái gì cả. Đấy, vẫn cái động cơ tiêu chuẩn khí thải Euro 4, máy 1.5, dung tích 1.5, thế nhưng mà tinh chỉnh hơn, tốt hơn trong cái hiệu suất làm việc, đem lại cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu hơn, cái cảm giác lái tốt hơn và cái chất lượng máy nó cũng tốt hơn nữa. Đấy, thì như mình nói là với cái vòng quay chỉ 5.200 vòng quay thôi thì cái công suất cực đại nó đến rất là sớm, khiến cho các bạn đi trong thành phố nó tiết kiệm nhiên liệu và nó khỏe hơn so với cái phiên bản 2019. Đấy, vẫn là các cái cụm đèn pha bi xê lông, vẫn là một cái thiết kế của chiếc xe BMW Đông Ben, mình gọi thế đó. Hệ thống đèn sương mù, tất cả mọi thứ rất quen thuộc. Cabin cũng không có gì khác biệt cả. Trước đây ở cái video trước mình làm thì mình có nói là cái cabin của nó đã được làm ghế da, nhưng đấy là không phải. Cái ghế đó mình làm option cho khách hàng thôi. Đây vẫn ghế nỉ. Ngoại thất, nội thất vẫn giống như nhau, vẫn các cái trang thiết bị cần thiết cho các bác tài xế: trợ lực lái điện, điều hòa hai chiều, kính điện, khóa điện, đèn trần, FM radio, vân vân. Mọi thứ vẫn rất đầy đủ. Vẫn sử dụng cái công tơ cũ này đó. Vì mặc định cơ bản thì xe Đông Ben X30 là một trong những chiếc xe mà có cái ngoại thất đẹp nhất rồi. À, cái nội thất đẹp nhất rồi, xin lỗi các bạn. Thì nếu các bạn quan tâm đến cái sản phẩm mà dùng để chở hàng trong thành phố, chở được càng nhiều hàng càng tốt, có khoang hàng lớn nhất trong tất cả các loại xe van hiện tại đang có trên thị trường, các bạn hãy để ý đến cái con xe tải van 5 chỗ của Đông Ben này. Rồi, nếu bạn quan tâm đến nó hãy gọi cho mình 0987733322. Hẹn gặp lại các bạn cho các video lần sau. Chân thành cảm ơn.